Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Giá vàng thế giới được dự báo tăng. Giá xăng dầu quốc tế và trong nước có khả năng đi lên. Giá đô la Mỹ thế giới có xu hướng hạ nhiệt. Giá lúa gạo chững lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Kết phiên giao dịch cuối tuần qua 21 tháng 10, giá vàng miếng 4 số 9 tại SJC thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết ở mức 70,25 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 71,05 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng miếng 4 số 9 tại SJC Hà Nội ở mức 70,25 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 71,05 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng miếng Doji tại Hà Nội được giao dịch ở mức 70,3 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 71,1 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng quốc tế giao ngay trên sàn Kitco chốt phiên cuối tuần trước ở mức 1.981,2 USD một ounce, còn giá vàng kỳ hạn ở mức 2.008,9 USD một ounce. Giá vàng hôm nay, 23 tháng 10 trên thị trường quốc tế, được các chuyên gia dự báo vẫn duy trì xu thế tăng do nhu cầu tích trữ vàng để bảo vệ tài sản. Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch cuối tuần trước 20 tháng 10, VN Index tăng 20,18 điểm lên 1.108,3 điểm, HNX Index tăng 5 điểm lên 228,45 điểm, Upcom Index tăng 0,62 điểm lên 85,62 điểm. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm 20 tháng 10 ở mức 24.110 đồng mỗi đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ thế giới có xu hướng đi xuống, chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt, kết tuần qua được niêm yết ở mức 106,16 điểm, giảm 0,08% so với phiên liền trước. Giá xăng dầu hôm nay 23 tháng 10 trên thị trường thế giới có xu hướng đi lên theo đà tăng của tuần trước. Trong tuần qua, cả hai giá dầu chuẩn đều tăng khoảng 1%. Theo giới phân tích, trong bối cảnh thị trường vẫn thiếu nguồn cung, nhiều khả năng giá dầu vẫn có khả năng đi lên trong những ngày tới. Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ các loại xăng dầu vào chiều nay sẽ được áp dụng theo mức giá mới. Lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu cho biết, ở kỳ điều hành hôm nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể tăng theo giá xăng dầu thế giới. Nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn xăng dầu, thì giá xăng trong nước có thể tăng từ 250 đến 600 đồng mỗi lít tùy loại, còn giá dầu có khả năng tăng ít hơn. Giá lúa gạo hôm nay, ngày 23 tháng 10, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long chững lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng. Tại khu vực An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, lúa Đại Thơm 8 ở mức 8.200 đến 8.400 đồng một ký, OM18 giao động quanh mốc 8.000 đến 8.300 đồng một ký, lúa Nặng Hoa 9 duy trì ở mức 8.500 đến 8.800 đồng một ký, lúa IR504 giao động quanh mốc 8.000 đến 8.200 đồng một ký, lúa OM5451 giao động 8.000 đến 8.200 đồng một ký, lúa OM18 ở mức 7.900 đến 8.100 đồng một ký, nàng hoa chín giá 8.200 đến 8.300 đồng một ký, nàng nhen khô 15.000 đồng một ký, lúa Nhật ổn định 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu thành phẩm hôm nay tiếp tục xu hướng đi ngang. Theo đó, tại kho xuất khẩu, giá gạo nguyên liệu IR504 ở An Giang giao động quanh mốc 13.000 đến 13.050 đồng một ký. Gạo nguyên liệu OM5451 ở mức 13.200 đến 13.300 đồng một ký. Gạo nguyên liệu OM18, Đại Thơm 8 cũng giao động quanh mức 13.450 đến 13.550 đồng một ký. Gạo thành phẩm ở mức 15.100 đến 15.200 đồng một ký. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.